Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách thức sử dụng cùng lúc hai cái tài khoản Zalo ở trên máy tính. Thì bình thường do nhu cầu công việc thì đôi khi các bạn muốn sử dụng cùng lúc hai cái tài khoản Zalo trên cùng một cái thiết bị. Thì đối với việc sử dụng trên 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 điện thoại thì nó đơn giản rồi. Thì cái hệ điều hành cho phép các bạn có thể tách ra hai cái ứng dụng cùng một lúc để có thể đăng nhập. Nhưng mà đối với trên máy tính thì cũng có rất nhiều các cái bài hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cái cách mà đăng nhập cùng lúc hai cái tài khoản trên máy tính một cái cách đơn giản nhất, các bạn dễ sử dụng nhất mà không cần phải cài sang các cái app ở bên thứ ba. Thì việc lợi ích của việc các bạn đăng nhập hai cái tài khoản Zalo trên máy tính là giúp cho cái việc việc sử dụng nó tiện lợi hơn, thay vì các bạn cứ phải thoát ra rồi đăng nhập vào cái tài khoản khác. Thì đối với cái ứng dụng Zalo trên máy tính thì hầu như các bạn đã đều có thể cài được trên máy tính rồi. Thì đầu tiên thì các bạn có thể là đăng nhập cái tài khoản đầu tiên ở trên cái ứng dụng này. Các bạn cái tài khoản đầu tiên thì các bạn cứ đăng nhập trên cái ứng dụng bình thường. Còn đối với cái tài khoản thứ hai thì các bạn có thể đăng nhập trực tiếp trên cái phiên bản Zalo web. Đấy. Thì các bạn sẽ để đăng nhập vào cái tài khoản thứ hai, các bạn vào một cái trình duyệt bất kỳ. Có thể là Chrome, có thể là Firefox hoặc có thể là IE vân vân. Thì các bạn sẽ gõ vào cái địa chỉ trang là zalo.me, và trang này xong thì các bạn sẽ kích vào cái dùng bản web nhé, kích vào cái nút dùng bản web này. Đấy, thì nó sẽ dẫn sang một cái phiên bản Zalo web cho các bạn. Thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập như bình thường. Các bạn ở đây các bạn có thể dùng với một là quét mã QR. Quét mã QR thì chắc các bạn biết rồi, là các bạn sẽ vào trên cái điện thoại của các bạn, sau đó các bạn bật cái phần phần mã QR lên và các bạn quét trực tiếp vào cái mã này thì nó sẽ đăng nhập luôn vào cái tài khoản đấy mà không cần về mật khẩu. Và các bạn ngoài ra các bạn có thể kích vào với mật khẩu này và các bạn gõ mật khẩu của tài khoản. Đấy, như thế là các bạn đã đăng nhập được thêm một cái tài khoản nữa. Và hai cái tài khoản này thì nó làm việc riêng biệt với nhau nhé, nó không không ảnh hưởng gì cả. Đây là một tài khoản Zalo này và đây là một tài khoản Zalo khác này. Thì cái tài khoản Zalo này là mình đang đăng nhập trên phiên bản web nhé. Còn cái tài khoản Zalo này là mình đang đăng nhập trên ứng dụng. Đấy, các bạn có thể chat song song với nhau, gọi điện hoặc là gửi file riêng biệt, không ảnh hưởng gì cả. Thì đối với phiên bản web này thì liệu khi mà các bạn kích vào đây tắt cái tab đấy đi thì các bạn mở lại nó có còn cái đăng nhập trên cái tài khoản hay không, thì là vẫn đăng nhập, vẫn tài khoản vẫn on bình thường nhé. Ví dụ các bạn tắt đi này, bạn kích lại vào dùng bản web này. Đấy, thì các bạn vẫn đăng nhập bình thường, không bị ảnh hưởng gì cả. Nó vẫn lưu lịch sử, lưu cuộc gọi, lưu các thứ lại như bình thường. Đấy, thì trên đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng nhập hai cái tài khoản Zalo cùng một lúc trên máy tính. Đây là cái cách đơn giản nhất. Ngoài ra thì có nhiều cái hướng dẫn khác, là các bạn có thể cài cái ứng dụng của bên thứ ba để các bạn có thể đăng nhập. Nhưng mà cái cách đấy thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Thì cái đối với mình thì đây mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà đơn giản nhất. Đấy, đầu tiên là các bạn vẫn đăng nhập bằng một cái ứng dụng trên máy tính của các bạn như bình thường như này. Và cái thứ hai là các bạn sẽ dùng cái Zalo phiên bản web bằng cách là các bạn truy cập vào cái địa chỉ trang là zalo.me. Đấy, thì tại đây thì các bạn sẽ có hai cái nút lựa chọn, một là tải xuống và hai là dùng bản web. Thì các bạn kích vào
dùng bản web nhé, thì nó sẽ ra cái phiên bản là Zalo web cho các bạn và các bạn đăng nhập sử dụng như bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.